Rồi xin kính chào quý anh em, xin kính chào quý bà con ha. Thì hôm nay anh em Thiên Hưng có mặt tại khu vực của Tân Châu, Tây Ninh. Thì ghé vườn sầu riêng gần 4 năm của chú để chia sẻ cho bà con mình cái giải pháp ta xử lý tạo mầm, xử lý ra hoa ha. Thì trước mắt bà con chúng ta sẽ xem cái tình trạng cây ha. Thì cây này được gần 4 năm, đó thì chúng ta sẽ xem cái nhánh ha. Tức là cây này vẫn còn là cây tơ. Đó, chúng ta thấy non trong ha. À, cây non trong láng lừ chưa có gì hết, cây mình mới lớn nè. Rồi thì hôm nay mình sẽ để trái bối cây gần 4 năm. Ở phía trên thì của con mình thấy nè, chúng ta thấy là cái cây này đang nhú mũi giáo. Cây bên này thì nó lá nó mở nè, lá non mình đang mở nè. Chúng ta nhìn xa có thể thấy rõ ha. Thì anh em thường khuyến cáo của con trên cái quy trình ha, là thời điểm lá lụa như cái cây này là mình làm nè, lá lụa đều vườn như cái cây này, mở hết lá như thế này là mình vô lăng mình làm. Nhưng mà hiện tại là trên vườn mình rất là nhiều vườn chúng ta muốn làm bông, nhưng mà cái vườn của mình thì nó đọt ra không có đều, nó lụa có rồi già có, nó vú đọt có, thì mình xử lý như sao? Thì anh em chia sẻ giải pháp ha. Chúng ta có thể xử lý, chúng ta bón hai lần lăng. Ở đây anh em nói là gì, chúng ta chia làm hai lần bón, thì ở cái cây đọt nào cho dù lá lụa vú đọt hay là lá cây đọt mình chưa đi, nó đều hưởng được cái lần tạo mầm hết. Thì đó là cái cách chúng ta xử lý tạo mầm ha. Khi mà chúng ta xử lý tạo mầm của con mình, chúng ta để ý nha, cái cách mà chúng ta vô cái lăng thì chúng ta phải xem coi cái điều kiện, cái thổ nhưỡng đất của mình nó sẵn sàng đó tiếp nhận cái lăng mình bón vô hay không, tức là cái rễ đó của con chúng ta cứ xem vô đây. Thứ nhất là cái pH đất, trước khi mà chúng ta vô lăng chúng ta phải cầm cái đo pH đó, chúng ta ghim xuống một góc một cây là bốn vị trí, là chúng ta ghim vô chúng ta lấy trung bình ra độ pH mà nó trên 6.0 tới 6.5 thì lúc đó cái độ pH chuẩn của chúng ta vô lăng nó sẽ hấp thu được, cái rễ sẽ hấp thu được. Còn nếu như chúng ta ghim cái cây pH xuống mà cái độ pH nó dưới 5.5, đất của mình lúc này nó chua, pH nó thấp, thì chúng ta phải tìm cách chúng ta nâng pH đất lên rồi hay rễ lăng. Còn nếu chúng ta để cái đất nó chua, pH dưới 5.5 mà chúng ta liền cái lăng tạo mầm vô, chắc chắn cái rễ không hấp thu được. Thứ hai là đất mình nó phải xốp đầy đủ hữu cơ, độ ẩm đất cũng chúng ta phải vừa phải, không được khô quá, khô khốc quá chúng ta rải lăng vô cũng không đạt. Mà đất của chúng ta mưa dầm, nó ngôi nước, nó ứ nước, chúng ta rải lăng tạo mầm vô cũng không đạt. Cho nên là độ ẩm đất chúng ta phải có độ xốp vừa phải, có cái độ mùn nhất định. Đó, thì ở đây chúng ta thấy là cái độ ẩm đất này cũng rất là phù hợp để chúng ta vô lăng nè. Chúng ta xem vô cái tình trạng đất mà, đất khu vực Tân Châu mình đất cát ra, tỷ lệ đất cát chúng ta thấy rõ ha, đặc trưng ở khu vực của mình ở đây. Chúng ta để ý ha, nè, đất này có cái độ ẩm vừa phải nè, không có khô quá cũng không có ứ nước quá ha, điều kiện rất là phù hợp. Rồi đó là cái điều kiện tốt để chúng ta vô lăng. Tỷ lệ mà cái thành phần hữu cơ, cái chất mùn ở cái vùng đất mình ở đây, khu vực Tây Ninh mình, nhất là khu vực Tân Châu, Dương Minh Châu, Tân Biên, thì nó cùng một cái điều kiện là đất cát, đất cát pha. Thành ra là cái thành phần chất mùn, chất hữu cơ rất là thấp thưa con. Cho nên là cái tỷ lệ lăng chúng ta bón là nhất định nó phải là từ 3 tới 4 kg dần lên trên mỗi lần bón, chứ đừng có rải 1-2 kg, rải 1-2 kg là nó không hấp thu được, nó không đủ lăng để mà tạo mầm đâu con. Nó chỉ đủ lượng lăng để nó giúp cho cả tạo đất khỏe rễ chắc rễ thôi, nó không đủ tạo mầm đâu. Cho nên chúng ta cố gắng rải hai lần, mà trên cái đọt đi không đều này thì cũng là rải hai lần nó mới đạt hiệu quả luôn con. Rồi cái điều kiện thứ hai là cỏ phải phát ra trống. Đây chúng ta thấy ha, muốn vô lăng nó đạt tác dụng, cái vị trí mà chúng ta rải lăng nó đạt nó hấp thu đều trên những cái tế bào rễ của mình nó đầy đủ hơn á, thì chúng ta phải phát cỏ nó trống. Hoặc là ở trong đây nó có cái lá cây mục rác, rồi có cái tàn dư thực vật này kia trong đây nó nhiều nè, nó rậm rạp, là chúng ta phải thổi ra phát ra cho nó trống khu vực, từ cái tàn sầu riêng mình chở vô gốc là phải trống hết rồi mình vô lăng, chứ đừng có để như vậy cỏ rác như thế này nè, sắp lớp chúng ta luyện lăng vô đâu có mà rớt được xuống cái tầng đất dưới mà có thể hấp thu được đâu. Chúng ta ý ha, chúng ta phải làm sao cho nó thoáng gốc rồi chúng ta rải lăng vô nó mới ăn được. Chúng ta ý ha, khi mà vô lăng cử đầu xong, ở trên là quý con mình có thể xử lý cái bộ đôi sản phẩm là cái iPhone 700 Thiên Hưng á, sản phẩm mà nó có cái ma nhê lên 4%, rồi nó có cái lượng lăng 2 triệu lên tới 33 mấy%, rồi kết hợp với cái xâm pháp nó có kali, nó kali và một số cái lăng rất là cao, nó sẽ giúp cho cái lá của chúng ta nó sẽ xanh, nó sẽ dậy lên và nó hỗ trợ một cái lượng lăng nhất định trong cái lá. Và khi mà chúng ta xử lý cái kali, nó sẽ giúp cho quạt quá cho cái lá chúng ta tiếp xúc với ánh sáng được nhiều hơn và nó sẽ quang hợp mạnh mẽ hơn. Lúc này nó sẽ tích trữ một cái năng lượng lớn trong cái lá, cũng như là nó sẽ chuyển hóa dần vô trong cái nhánh cây của mình.
thì đây là cây tơ, nó không có cái mầm ngủ sẵn, thành ra là chúng ta phải tạo mầm mới hoàn toàn của con, tại vì cây mới lớn lên mà, thành ra chúng ta phải tích mầm ngay từ thời điểm lá lụa này hoặc là vú đọt này, sau này nó sẽ đạt cho mình về cái quá trình mà chúng ta phân hóa mầm qua. Thì cái thằng superfast nó có kali thì nó cũng là cái chất để mà nó vận chuyển dinh dưỡng tổng hợp được từ lá rồi vận chuyển vô trong, nó sẽ tích mầm nhanh hơn cho con mình ha. Rồi đó là cái lần đầu tiên chúng ta xử lý cái thằng Arifort 700 nhân ngân kết hợp với superfast. Rồi cái bộ sản phẩm đó thì chúng ta cứ phun đi, nó không có chặn đọt đâu. Chúng ta phun thì những cái lá này thì nó vẫn mở ra bình thường. Nhưng mà khi mà của con mình ý nó mở cái lá non ra thì cái lá non của mình nó sẽ xanh già rất là nhanh. Thôi chúng ta ý ha, chúng ta xử lý là nó sẽ nở những cái lá non này ra, nó sẽ xanh già rất là nhanh cho con mình. Kết hợp với cái thằng Arifort 700 thì nó sẽ giúp cho cái lá của chúng ta nó thuần thục nhanh hơn cho con mình, và nó ngừa bệnh luôn, ngừa bệnh trong thời điểm này ha. Thì sau khi chúng ta xử lý rồi, tầm khoảng 7 tới 10 ngày sau bắt đầu của con chúng ta vô cái lăng cử 2 như em nói nãy ha. Khi mà những cái mầm mũ giáo này nó đã ra được cái lá non rồi, nó lụa rồi, chúng ta sẽ vô lăng cử 2. Rồi vô lăng cử 2 bên dưới thì cũng là 3 kg. Chúng ta bón từ nửa tại sầu riêng, chúng ta bón bung rộng ra đây ha. Ở bên trên thì lúc này khi mà cái lá của chúng ta trên vườn nó đã đều hết, nó nở đều hết, tại vì khi mà chúng ta phun cử đầu rồi, thằng nhú đọt này nó cũng đã nở lá non đều, thằng bên kia lá lụa nó cũng lụa già đều luôn, thì lúc này chúng ta có được cái sự đồng loạt về cái cơ đọt trên vườn của mình. Lúc này với con chúng ta xử lý ở trên bộ sản phẩm Superfast ca cộng, Superfast ca cộng với con chúng ta kết hợp với cái Arifort 700 thiên hưng, chúng ta xử lý thêm một cái Arifort nữa để giúp cho cái lá của chúng ta bắt đầu nó sẽ chuyển xanh già tuyệt đối cho con mình. Và chúng ta kết hợp với cái thằng Superfast ca cộng có lăng kali rất là cao, nó sẽ giúp cho cái lá của chúng ta nó sẽ chuyển mầm, chuyển mầm từ từ ha. Thì khi mà chúng ta muốn làm bông, muốn phân hóa mầm qua thì bắt buộc là cái bộ lá mình phải xanh già chắc hoàn toàn chăm chăm hết, thì lúc này chúng ta mới lên mầm được, chúng ta thấy ha. Thì khi mà với con chúng ta đã xử lý cái bộ sản phẩm mà Superfast ca cộng chúng ta kết hợp với cái Arifort 700 thiên hưng thì nó sẽ giúp cho cái lá chúng ta xanh đen lên ngay từ thời điểm đó. Khi mà phun xong bên dưới trong thời điểm này, của con chúng ta có thể can thiệp một cái loại lăng mà giãn nước của thiên hưng, là cái lăng mà dưỡng chắc dễ tiêu, chúng ta tưới bổ sung vô bên dưới, tại đây là cây tơ nha con, cây gần 4 năm. Chúng ta đưa cái lăng nước này nó sẽ chuyển hóa hoàn toàn là tuyệt đối luôn. Và khi mà lên cái da cây của mình nó sẽ có một cái sự biểu hiện nhẹ là cái u như cái mầm, những cái mầm mắc cua mình rất là nhanh. Ngoài cái việc mà chúng ta bổ sung cái Arifort 700 kết hợp với cái Superfast ca cộng thiên hưng đó, mà chúng ta còn tưới cái lăng nước lên nữa, thì những cái lá cây nào mà nó lụa mà nó chưa chịu già thì bắt buộc nó cũng phải già. Tại lúc này chúng ta đưa mình double cái lăng lên luôn, vừa lăng dễ tiêu qua rễ mà vừa lăng mà dễ tiêu hai chiều, đặc biệt qua lá mà có ma nhê vi lượng rất là cao, nó sẽ xanh đen lên luôn. Thì lúc này là chúng ta xử lý xong, cái cây mình đã tích một cái lượng mầm rất là lớn rồi, lượng lăng, lượng năng lượng rất lớn rồi. Tại lăng nó kéo lên nó sẽ chuyển hóa một cái dạng năng lượng để mà nó xúc tác cho cái quá trình mà phân hóa mầm qua. Thì lúc này trên lá đã đen lên, xanh đen hết rồi, cái dinh dưỡng không còn nuôi lá nữa. Tại bây giờ chúng ta đã xử lý cái lá xanh đen hết rồi, cái dinh dưỡng bắt đầu nó sẽ tập trung về nhánh, tập trung về ngay những cái vị trí mà nó chuẩn bị phân hóa mầm qua cho mình. Lúc này chúng ta phun thuốc là chúng ta phải phun luôn trực tiếp vô trong cái nhánh cây, để cho những cái nhánh cây của mình từ những cái da trơn mà chân bóng hết đó, nó sẽ săn lên, cái nhánh cây nó sẽ săn lên, nó nhăn lên, và nó sẽ tích mầm, nó sẽ tích mầm ngay trong chỗ đó cho con mình. Đó thì bây giờ là cái giải pháp mà chúng ta lên lăng ở cái giai đoạn 2 đó, rồi chúng ta xử lý cái bộ tạo mầm nó rồi, thì chúng ta sẽ cắt nước. Cắt nước để cho cái rễ chúng ta sẽ giảm đi cái khả năng hút nước tối đa luôn. Ở cái vùng đất Tây Ninh mình, quý con mình chia sẻ là cắt nước thì phải để ý là như thế nào. Khi mà có nắng rồi nó sẽ rút nước rất là nhanh, mà bây giờ chúng ta cắt nước tạo khô hàng để làm bông á, thì chúng ta phải để ý là nếu như cái đất của mình mà chúng ta cắt nước mà nó thiếu nước quá, mà nó khô khốc luôn á, nó khô mà thiếu nước nặng luôn á, thì nó sẽ làm cho hư cây, tuôn lá rụt lá. Cho nên nó là khác với ở khu vực khác có cái thành phần hữu cơ, giống như ở khu vực miền Đông Bình Phước hay là Đắk Nông, hoặc là miền Tây mình có những cái thành phần chất bùn hữu cơ để nó giữ nước, giữ độ ẩm cho mình, mình cắt nước lâu dài được. Nhưng riêng cái khu vực đất ở Tây Ninh, đặc biệt là khu vực của Tân Châu mình, nếu như chúng ta mà cắt nước tới cái độ mà khô hạn quá là nó sẽ hư cây, nó sẽ tuôn lá rất là nhanh. Cho nên khi mà cắt nước trên vùng đất này, chúng ta phải canh, nếu như cảm giác như mà cái lá của chúng ta nó nhăn, kiểu như là nó ngủ đổ lá, thì bắt đầu chúng ta phải nhấp nước nhẹ lại để giữ ẩm cho cây. Quý con mình nói là chúng ta cắt nước siết nước tạo khô hạn để mà cho cái rễ không hấp thu nước để chuyển hóa mầm qua. Nhưng mà thật sự chúng ta cắt nước thì cái rễ nó cũng phải cần có một cái lượng nước ẩm nhẹ để nó kéo lên, nó hút nhẹ lên nước lên, để nó giúp cho tham gia vào cái quá trình quang hợp.
Chúng ta nghĩ nghe, cái quá trình quang hợp của lá lúc này muốn hình thành cái mầm hoa cho mình, muốn ra mắt cua, thì bắt buộc là cái lá của mình nó xanh. Khi mà cái lá chúng ta xanh đen, nó sẽ tiếp nhận với ánh sáng mặt trời, năng lượng ánh sáng mặt trời và khí CO2 trong không khí đó. Và cái điều kiện nữa là nước phải ở dưới rễ, nó phải đem lên đây nó mới quang hợp được. Thì lúc này cắt nước thì cắt nước, nhưng mà cái rễ nó vẫn còn hút nước nhẹ. Chúng ta cắt nước để giảm cái sự hấp thu nước mạnh thôi, nhưng mà cái rễ nó vẫn hấp thu một lượng nước nhẹ lên để nó quang hợp, thì nó mới quang hợp được. Lúc này nó mới tạo ra được dinh dưỡng đường bột. Từ dinh dưỡng đường bột nó mới chuyển hóa thành một cái dạng năng lượng và cái protein và một số cái chất điều hòa sinh trưởng. Rồi khi mà chúng ta xử lý cái thằng superphos cả cộng, nó có kali đó, nó sẽ chuyển hóa được cái dinh dưỡng mà được tổng hợp từ lá qua cái quá trình quang hợp, nó sẽ kéo vô những cái nhánh cái của mình, nó sẽ phân hóa mà qua nhanh cho mình. Thì lúc này cái quá trình quang hợp cực kỳ quan trọng. Tiếp theo là cái quá trình hô hấp. Hô hấp mới tạo năng lượng và những cái chất điều hòa sinh trưởng, protein nó mới kéo vô giúp cho cái xúc tác cái quá trình phân hóa mầm hoa, nó mới đủ cái nguyên liệu để tham gia vào quá trình phân hóa mầm hoa. Đã lăn thì chúng ta đã lên rồi, tưới lăn rồi, rải hai cử rồi, lên lăn đã hai cử rồi, tạo mầm hai cử, lá xanh đen rồi. Lúc này chúng ta cần cái quá trình quang hợp để nó phân hóa mầm hoa cho mình, thì chúng ta cần thiết phải siết nước ở một cái độ ẩm nhất định nha, đừng có khô quá. Ở vùng đất của mình đừng có siết nước tới nỗi khô khốc quá là nó tuôn lá, nó khác với vùng khác nha. Chúng ta thấy ha, thì chúng ta cứ canh. Nếu như mà nắng hốc quá mà cảm giác như cây mình nó xuống lá, nó ngủ xuống lá, thì phải nhấp nước nhẹ lên liền. Còn nếu bình thường cái cây vẫn còn bóng, vẫn còn đủ cái điều kiện, đủ lực đó, thì chúng ta vẫn cắt nước tiếp tục. Đến khi nào mà cái mắt cua, hạt gạo mà nó nhú nó tròn tròn lên, thì lúc này sau của con, nếu như khô nước quá có thể nhấp nước nhẹ. Còn nếu như trong cái điều kiện đất nó vẫn còn cái độ khô nhất định, rễ vẫn còn hút nước nhẹ, thì chúng ta cứ để cái mắt cua đó nó trồi ra, khi mà nó sáng chùm lên á, thì lúc này hãy nhấp nước, chúng ta tưới nước rước bông. Rước bông thì chúng ta có thể xử lý cái bộ sản phẩm Superin là cái vi lượng kết hợp với cái Ogrid Thiên Hưng của Tây Ban Nha, đã giúp cho nó vừa sáng bông, khắc phục cái tình trạng khô bông, chai mầm bông, hay là chúng ta chặn được cái bông lá nếu mà gặp mưa trong thời điểm đó. Rồi ở trên chúng ta thấy ngay, trong thời điểm mà chúng ta cắt nước để chúng ta đợi cho nó ra mắt cua, ở trên khi mà cái lá chúng ta xanh đen dày dạ, rất có thể nó sẽ xì đọt nếu như gặp mưa rồi nó sẽ xì đọt, tại đang cắt nước nè, đang khô bên dưới mà lỡ như một hai đám mưa nó dập xuống rồi nó sóc nước đột ngột, nó sẽ xì đọt, tại lúc đó lá nó già hết rồi. Cho nên chúng ta phải phun cái bộ sản phẩm Superfast và chặn đọt, chúng ta ngừa cái vấn đề đi đọt ở trên, phun từ 7 ngày tới 10 ngàn lần. Chặn đọt làm bằng Uniconazole, chúng ta cứ phun thoải mái. Có một số vùng mà mưa mùa nghịch, mưa rất là nặng, mưa rất là dày, mưa đêm không xì đọt liên tục, anh em cho xài một bộ đó 100-200 lít vẫn không tổn lá, rất là an toàn. Mà khi mà chúng ta càng phun vô lá, chúng ta càng xanh dày. Rồi cái kali trong Superfast chúng ta phun với kết hợp với chân đọt, nó cũng có đóng cái vai trò rất là quan trọng. Là sao các con, nó mang được cái dinh dưỡng tổng hợp được từ lá, nó đem vô trong cái nhánh cây của mình, trong cái nhánh cái, những cái nơi mà chuẩn bị xuất hiện cái mầm hoa đó, nó vận chuyển cái dinh dưỡng từ lá, nó đem vô, nó sẽ xúc tiết cho cái quá trình đó, nó sẽ hoàn thiện hơn. Trong cái điều kiện mà quý con chúng ta muốn rước đọt trong thời điểm mà sáng mắt cua á, thì cái thời điểm đó chúng ta có thể rước đọt được. Thì bên trên lúc này quý con muốn rước đọt mạnh á, để chúng ta lấy cây đọt trước khi số nhị được hoàn thành vài cặp lá cho chúng ta sau này nuôi trái khỏe, thì chúng ta có thể xử lý cái bộ Amino và cái dòng sản phẩm Amin B6 của Thiên Hưng để chúng ta rước đọt nhanh vô con mình ha. Bộ đó chúng ta có thể xài 300 lít. Bên dưới thì chúng ta tưới nước, cái lượng nước từ từ tăng dần lên. Cùng cái việc mà chúng ta rước đọt, chúng ta có thể xử lý thêm một cái dòng lăn nước, lăn dưỡng bông. Rồi cái dòng lăn đó thì trong thời điểm mà sáng mắt cua đều, đối với con mình có thể xử lý một cái xô đó 10 kg cho 30 đến 40 cây. Chúng ta tưới đều. Thì cái lăn mục đích chúng ta đưa vào thời điểm mà sáng mắt cua để giúp cho cái mắt cua của chúng ta nó tròn hơn, nó mập hơn, sau này nó sẽ có được cái nhiều cái phấn hơn. Nhiều cái phấn thì nó sẽ thụ phấn mạnh hơn, khỏe hơn và nó dễ đậu trái hơn. Rồi chúng ta xây dựng sẵn cái lực trong cây của mình, giúp cho cái bông mình nó mập chắc khỏe, thì sau này cái quá trình đậu trái tròn trái mình nó sẽ tốt hơn. Rồi chúng ta đưa cái lăn nước để nó hấp thu nhanh lên, giúp cho cái rễ mình nó chắc khỏe hơn, nó ngừa bệnh luôn các con. Tại vì trong cái quá trình, suốt cái quá trình chúng ta siết nước, chúng ta ép cây làm bông, thì khi mà sáng mắt cua rồi cái rễ rất là yếu, thành ra chúng ta đưa cái lăn nước vào để giúp cho cái rễ mình nó khỏe lên, nó sẽ kháng với một số cái nấm gây hại cái rễ của mình. Tại vì khi mà rễ yếu là cái nấm nó sẽ đánh rất là mạnh trong môi trường rễ, thành ra chúng ta đưa cái lăn nước vô để chặn cái nấm xâm nhập vô cái vùng rễ. Thì lúc này là cái lăn nước vừa ngừa bệnh rễ, giúp cho chắc rễ, khỏe rễ, tăng đề kháng rễ, giúp cho chống cái điều kiện bất lợi của môi trường. Khi mà ra bông rồi cây mình rất là dễ bị xuống lá, thành ra chúng ta đưa vào để chắc khỏe rễ, thì nó sẽ quạt quá giúp cho cái rễ khỏe, hấp thu dinh dưỡng mạnh lên, hấp thu nước nhiều lên để giúp cho nó giọt cái đọt mình ra, rước đọt luôn cùng thời điểm mà chúng ta rước bông mập luôn. Tại vì lăn thì nó sẽ giúp cho bông tròn bông mập, hạn chế đi bông lá, cũng như là giúp cho hạn chế cái tình trạng mà bị sốc nước, nó khô bông luôn.
chúng ta để ý ha, đó là rất là hiệu quả, cứ tưới 2 lần cách nhau 10 ngày. Rồi ở trên chúng ta cứ kéo đọt. Và khi mà chúng ta bên dưới xử lý cái lăng rồi, ở trên chúng ta dùng cái bộ amino với amin B6 của Hiên Hưng, chúng ta kéo đọt ra, ta để ý ha, là cái lá của chúng ta nó nở ra nó sẽ xanh dậy liền luôn. Đó là một cái đặc biệt. Còn nếu như ngược lại, ở trên mà chúng ta phun amino, ở dưới chúng ta tưới đạm cá, hoặc là bên dưới chúng ta tưới những dòng dinh dưỡng mà đạm cao, chắc chắn là nó ra cơ đọt ấm nhách. Ấm nhách và cái lá rất là mỏng. Sau này chắc chắn là cái thời điểm mà ngay thời điểm số nhị, cái đọt mà nó không kịp già nó còn mỏng á, thì chắc chắn là cái dinh dưỡng lúc này nó sẽ đẩy ra nuôi lá rất là nhiều. Bên trong nó sẽ rụng bông, rụng trái non của mình rất là nặng luôn con. Cho nên nếu như rước đọt bên trên, bên dưới phải xử lý lăng dễ tiêu, lăng nước để chúng ta chặn cái dặn đọt lại, nó ra tới đâu nó xanh vậy tới đó luôn. Đó, chúng ta đừng có xài đạm cá nha. Đạm cá là nó kéo cái đọt đi là không kiểm soát được. Sau này mà lỡ như trong cái quá trình mà mang bông gần số nhị mà gặp mưa nữa, cái đọt nó không kịp già rồi á, là nó sẽ kéo dinh dưỡng nuôi đọt hết. Lúc này bên trong nó sẽ rụng bông, rụng trái non của mình. Cho nên là cái đó là chúng ta phải để ý cái mẹo của con chúng ta, anh em chia sẻ ha. Cái thứ hai là cái quá trình mà anh em nhắc tới, cái quá trình khi mà nó nhú hột gạo đó, là trở lại cái quá trình mà khi mà xiết nước đến thời điểm mà nhú hột gạo đó, chúng ta đừng có vội, chúng ta tưới nước liền nha con. Rất là nhiều vườn trong thời điểm mà mới có nhú hột gạo, khi mà cái quá trình phân hóa mầm hoa của mình nó chưa có hoàn thiện hoàn toàn 100%, nó mới nhú lên nè, thì lúc này là chúng ta đi tưới nước vô, hay là lỡ như chúng ta có gặp mưa, cái rễ bắt đầu nó sẽ sốc nước, nó hút nước mạnh lên rồi nó sẽ đen bông mình lại, nó chai mầm bông mình lại, hoặc là cái bông mình nó sẽ đi bông lá, nhọn đầu đi bông lá đó con. Thành ra là trong cái thời điểm sau này lỡ như cái hạt gạo nó có nhú bên trong ra nhiều, thì tốt nhất chúng ta vẫn cắt nước đi, đừng có tưới, từ từ để nó ra cái chùm 1-2 cm nè, cái bông nó khoảng 1-2 cm, lúc đó nó hoàn thiện cái bông mình 100% rồi, nó hết lặn lại rồi, hết đen hết chai lại rồi, thì lúc này chúng ta tưới nước rồi rước đọt nó sẽ hiệu quả. Còn mới nhú hột gạo đừng nên tưới nước liền rất là nguy hiểm, nó sẽ chai nó đen mà bông mình lại của con. Thì đó là cái giải pháp mà anh em chia sẻ cho con mình cái quy trình làm bông ở khu vực Tây Ninh. Tại dùng đất ở đây là cái nền đất của mình nó là đất cát, không có hữu cơ, không có chất mùn, cái rễ lúc nào nó cũng yếu hơn hoặc là nó bất lợi hơn rất là nhiều so với khu vực khác. Vô cái mùa nắng rồi nắng hóc cực kỳ nóng, rất là sốc nhiệt. Thành ra là chúng ta phải làm sao phun những dòng thuốc nó nhẹ nhàng, vừa dưỡng xanh lá, vừa chặn đọt, vừa tạo mầm hoa rất là hiệu quả. Mà khi mà ra bông rồi cái cây mình vẫn còn y nguyên luôn, không ảnh hưởng gì hết. Còn nếu mà áp dụng hóa học khó tiêu MKB lăng 86 10-60 nặng trên những khu vực ở đây, chắc chắn là sau này khi mà ra bông rồi, mang trái rồi, cái lá mình xuống rất là nhanh nha con. Thành ra là không có cái chất mùn nhiều, không có hữu cơ nhiều, thì chúng ta phải làm sao giữ cho cây nó khỏe bằng cách tưới lăng nước đó, bổ sung cái lăng nước bên dưới rồi bên trên hỗ trợ những dòng dinh dưỡng với tiêu, thì nó sẽ đạt yêu cầu cho con mình ha. Rồi đó thì là cái quy trình bên anh em Thiên Hưng chia sẻ cho con mình ở khu vực của Tây Ninh mình ha. Phần tiếp theo, cái phần tiếp theo là cực kỳ quan trọng mà anh em thường hay nói về những cái quy trình mà làm bông của con, là cái nhánh bơi. Thì của con mình thấy là trên cái nhánh cái của mình thường thường nó có cái nhánh bơi mọc ra nè. Thì trong cái quá trình mà nếu như chúng ta làm bông, cây của mình nó không có nhánh bơi thì cũng làm được, cũng vẫn ra bông bình thường, vẫn tạo mầm bình thường, vẫn ép cây được bình thường. Nhưng cây mình mà nó có nhánh bơi á, những cái nhánh bơi mà nó mọc ra từ những cái nhánh cái nè, thì chúng ta làm bông rất là đạt, nó sẽ tăng cái hiệu quả ra bông của mình rất là nhanh. Chúng ta tận dụng thế nào của con, nhánh bơi này tận dụng sao mà nó ra bông đạt? Thì ở đây là chúng ta thấy cái lá của cái nhánh bơi nó già nè, nó xanh đen luôn nè, chúng ta để ý ha, nó xanh đen nè. Thì lúc này chúng ta phun cái thằng Arifos 700 với cái thằng Superfast á, rồi cử thứ hai chúng ta lên 2 lần nha. Cử thứ hai là xử lý cái thằng Superfast cộng á, chúng ta phun luôn vô những cái nhánh bơi này với những cái lá này, tại nó già lá rồi, nó thuần thục lá rồi, chúng ta phun thuốc vào đây, cái lá này nó sẽ hấp thu cái lượng thuốc. Lúc này khi mà nó hấp thu được cái lượng lăng mà chúng ta phun ở trên á, hấp thu qua cái lá của nhánh bơi này, nó sẽ chuyển hóa vô đây, nó sẽ giúp cho tức mầm nó ra bông ở đây rất là dễ ra bông khi mà có nhánh bơi này. Tại vì bây giờ nếu như không có nhánh bơi này, chúng ta phun thuốc thì chúng ta cứ rà vô trong nhánh này thì nó hấp thu rất là chậm. Nhưng mà có nhánh bơi này, chúng ta phun trúng nhánh bơi này, nó sẽ hấp thu cái lượng thuốc tạo mầm mình, nó sẽ chuyển hóa ở đây, nó ra bông rất là dễ. Để ha. Nhưng mà cái lá nhánh bơi này nó phải già nha. Còn nếu như cái lá nhánh bơi này mà nó non thì đâu có hấp thu thuốc được. Nó non thì chúng ta phải làm sao, chúng ta phun thuốc đến thời điểm cử tạo mầm thứ 3, thứ 4 gì đó, cho nó già cái nhánh bơi này rồi chúng ta hãy cắt. Còn nếu như cái nhánh bơi này nó còn non mà chúng ta cắt sớm quá thì ở trong nó sẽ tức, nó xì mầm lá trong hai mầm bông. Chúng ta để ý nha. Cho nên là có nhánh bơi là mục đích là gì? Để cho nó hấp thu cái lượng thuốc tạo mầm chúng ta phun vào đây, nó sẽ ra bông mình đạt. Chúng ta để ý nha. Cho nên là thời điểm mà chúng ta cắt bỏ đi là thời điểm chúng ta lên lăng tạo mầm rồi, 2 cử rồi chúng ta cắt bỏ. Rồi thì căn bản là như thế.
Về nhánh B thì anh em sẽ có dịp nói kỹ hơn, rồi còn chúng ta về cái vai trò của nó nhiều hơn. Rồi xin kính chúc bà con hẹn gặp lại bà con mình ở clip tiếp theo.